Xin chào tất cả quý vị chị các bạn ha. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị một cái quán bánh canh mà chỉ bán trong vòng 1 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ chiều mà đến 4 giờ chiều nhá. Bán trong vòng 1 tiếng nha quý vị ơi. Quán này là quán ở đây là quán duy nhất ở Sài Gòn nhá. Thì cái quán này rất là nổi tiếng ở trên mạng này. Hôm nay Kiên mới có dịp đến đây ăn và thưởng thức ở đây thì nó. Quán này nó nằm ở số là 12C Nguyễn Phi Khanh nhá. 12C Nguyễn Phi Khanh quận 1 nha quý vị. Đấy, mấy bữa đi qua đây mà đi trễ quá không còn. Dạ. Đây là chị bán ở đây. Rồi vô tìm kiếm chỗ ngồi, hết chỗ ngồi. Đi dậy vậy. Đây giờ đây. Ngồi đây không? Đây chị bán ngoài này nha. Đây ngồi im lặng em. Này phải đến sớm đợi nha. Này đến trễ là hết không còn nữa. Cho em một tô nhỉ, cho em một tô nhé. Hết chỗ ngồi rồi. Này khăn lạnh nhé. Ăn nước. Ba tô đông quá luôn cái gì ơi. Các anh chị ở đây đến đây từ rất là sớm nhé, đến trễ là không còn luôn quý vị. Món này rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây các anh chị ngồi đây đợi anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rất là đông quý vị ơi. Nhà không có chỗ ngồi luôn nha. Wow. Theo cảm nhận của Kiên là ngon những gì. Hành bánh canh này, hành mà bốc nha. Bốc. Yeah.
đông như thế này. Lắc quay lại đi. Ví dụ cái
vậy thôi. Một nẹt một gân nha mọi người. Đổi lại. Bịch nạc bịch gân phải không? Ủa em gái không biết gì cả, một mình phải chồng thôi. Đâu có, em trai này mua bịch nẹt. Bịch nạc bịch gân. Đâu chưa? Bịch nạc bịch gân tiếp theo. Hai phần. Một ra, một cái một phần, một cái hai phần. Đó, hai phần. Vô nạc của em đó nữa không? 112. Phải không? Thôi bốn phần. Bịch nạc bịch gân. Đây là bán ở gần đầu đường Nguyễn Thị Khanh nha quý vị, nó nằm số 12C nhá. Là cái hẻm 12 này. Rồi, chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Quý vị có dịp phải một lần đến số 12C Nguyễn Thị Khanh, quận 1, thưởng thức món bánh canh. Bánh canh ở đây theo kênh cảm nhận là ăn rất là ngon. Và bán thì là rất là nhanh hết nha quý vị, mà đến trễ là không còn đâu quý vị ơi. Rồi, chào cả nhà.